Hello, mọi người mới vô. Ông chó đi lấy ngồi rồi. Duy nữa. Thằng Duy nó được có đồ ông đi kiếm nồi rồi. Duy. Đi đó. Hello mọi người. Sao đêm về lại em ở Nha Trang, nhưng mà em về quê rồi, em đang về quê, em đang ở Đắk Lắk ạ. Thank you. Thank you so much.